Chào quý vị và các bạn. Các bạn đang nghe audio trên kênh Dinh Ly, người đọc truyện. Mời quý vị và các bạn lắng nghe bộ truyện Lời Nguyền Lỗ Ban, tác giả, biên thái cực, quyển 1, chương 4. Chạm trán cổ máy thi ngủ tinh xạo khó lường. Chương 4.1, sâu minh linh. Phong thủy học rất chú trọng đến cách bài trí của cây cối cỏ hoa xung quanh nhà ở điều cấm kỵ đầu tiên chính là trồng dâu trước nhà trồng liễu sau nhà trồng dâu trước nhà nhà gặp nhiều tan tóc trồng liễu sau nhà rước quỷ quái yêu ma vậy mà phía trước ngôi nhà này lại trồng những bốn cây dâu liền nhau cách bố trí không hợp lẽ thường chắc hẳn là có nguyên do trong tiếng hán cây dâu là tan đồng âm với chữ tan trong tan tóc lộ nhất khí ra hiệu cho lỗ thịnh hiếu nhìn bốn cây dâu lỗ thịnh hiếu cũng cảm thấy rất quái lạ ông đã từng thiết kế rất nhiều nhà cửa cũng đã nghiên cứu vô số căn nhà tập tục kỵ trồng dâu trước nhà trồng liễu sau nhà đâu đâu cũng giống nhau đây là kiến thức tối cơ bản đối thủ không phải là kẻ ngốc trái lại kỹ nghệ còn cao siêu hơn ông rất nhiều nếu họ đã trồng bốn cây dâu phía trước nhà nguyên do chắc chắn chỉ có một chúng chính là một khảm diện hay chí ít cũng là nút khởi động hoặc cơ quát của cạm bẫy họ tiến lại gần một gốc dâu đối thủ đã bố trí khảm diện này, chắc chắn không thể trốn tránh, chỉ có thể giải hoặc phá, bởi vậy trước hết cần quan sát kỹ lưỡng. Vào mùa đông, loài dâu đều trơ cành trụi lá. Bốn cây dâu ở đây cũng vậy, trên cành chỉ còn lơ thơ khoảng hơn chục phiến lá úa to bản, liên tục xoay tích trong từng cơn gió bắc. Không đúng, lá dâu làm sao có thể xoay tròn. Dường như chúng không phải là lá dâu, lá dâu không lớn đến vậy. Quan sát kỹ hơn, thứ đó có hình bầu dục, căn phòng, trông giống quả hơn là lá. Quả mọc trên cây dâu thì chỉ có thể là quả dâu. Lộ nhất khí tiến sát hơn nữa, cậu đã nhìn thấy rõ, đúng là quả dâu thật. Hồi nhỏ, khi còn ở núi Thiên Giám, cậu thường hái dâu ăn, những quả dâu bé xíu chua chua ngọt ngọt, ăn từng quả cậu cảm thấy không đã, nên thường bỏ cả vóc vào miệng nhai cho thỏa thích. Lúc đó cậu vẫn ao ước giá như quả dâu to cỡ đầu người thì hay biết mấy. Nhưng cậu chưa bao giờ dám tưởng tượng lại có thứ quả dâu to đến thế, có lẽ phải bằng quả dưa hấu chứ không hoa. Vả lại, những quả dâu ngoài cỡ đó không cần phải hái, mà chúng biết tự nhảy xuống khỏi cây, bay tới trước mặt cậu. Đúng vậy, những quả dâu trên cây đột nhiên nhú ra đôi cánh, nhào xuống khỏi cành cây, bay vụt về phía ba người. Khoảng cách rất gần, những quả dâu lại bay rất nhanh, và nhất là chúng lao đi một cách lặng lẽ không một tiếng động. Chúng đang muốn làm gì? Ngay từ lúc nhìn thấy những quả dâu ngoại cỡ, Lộ Nhất Khí đã có một cảm giác vô cùng khó chịu, giống hệt cảm giác đã xuất hiện mỗi khi sắp gặp nguy hiểm trước đó. Bởi vậy, khi những quả dâu vừa mọc cánh, rời cành bay xuống, cậu lập tức chỉ súng bắn ngay không chút chần chừ. Trong nháy mắt cậu đã bắn hết sạch đạn có trong ổ súng. Sáu phát đạn, bắn rụng tám quả dâu, trong đó hai phát súng xuyên táo hai quả giống như người ta xỏ kẹo hồ lô song những quả dâu còn lại không hề bỏ chạy chúng không phải là chim chúng chỉ là những quả dâu tiếng súng nổ hay kết cục thê thảm của đồng loại không làm chúng sợ hãi chúng bay rất thẳng rất nhanh song do kích thước khá lớn nên động tác thiếu linh hoạt muốn chuyển hướng xem chừng rất khó khăn bởi vậy nếu không muốn ăn dâu vẫn có thể né tránh một cách dễ dàng Lỗ Thịnh Hiếu nghiêng người thập xuống để tránh những quả dâu. Dù ông không tránh, thì những quả dâu cũng tự động né tránh viên đá thi khuyển trong tay ông. Có thể nhìn thấy rất rõ, khi chúng vừa chạm tới phạm vi lan tỏa của làng thi khí, lập tức gắn gượng lái cơ thể cồng kình bay chệt sang hướng khác. Động tác của lỗ nhất khí linh hoạt nhất, cậu nhanh chóng đổ người về phía trước, toàn bộ cơ thể rạp xuống sát đất. Đây là động tác mà cậu đã học được trong thể dục ở trường Tây học những quả dâu đều bay qua phía trên người cậu quỷ nhãn tam quay lưng về phía cây dâu nên không nhìn thấy những quả dâu biết bay hắn nghe thấy tiếng súng của lộ nhất khí nhưng do tuyệt đối tin tưởng cậu nên hắn cảm thấy không cần quay đầu lại những quả dâu lại bay một cách âm thầm nên hắn không nghe thấy gì không nhìn thấy cũng không thấy chỉ còn lại xúc giác là có thể cảm biết cảm nhận của xúc giác là một cơn đau nhói ở ngay sau gáy một quả dâu đã đập vào gáy quỷ nhãn tam, dừng lại chốc lắc rồi lại bay đi, quay trở về cây dâu. Những quả dâu bắn hụt sau khi bay thành một vòng tròn lớn trong không trung cũng rào rào quay trở về trên cây. Quỷ nhãn tam biết mình đã trúng phải nút, sắc mặt trắng bệt của hắn bỗng chốc đã thành sáng quét. Hắn chưa biết mình trúng phải nút gì, bởi vậy, hắn chỉ biết áp dụng biện pháp ứng phó khi bị rắn độc cắn. Toàn thân thả lỏng, không cử động, sau đó chậm rãi, thật chậm rãi quay đầu lại, ra hiệu cho hai người kia tới cứu. Và lúc này, một điều quái dị đã xảy ra. Bầy chó già nãy giờ lẳng nhẳng theo sau đều đã đứng im không nhúc nhích, đồng loạt trướng cổ, tru lên những tiếng dài thảm thiết. Có người nói rằng, đó là tiếng khóc của chó. Mà thông thường, chỉ khi gặp ma quỷ, chó mới khóc. Trong tai quỷ nhãn tam, đó khác nào một khúc hát đưa tan vẫy gọi linh hồn hắn đi vào địa ngục bầy chó vừa tru lên, những quả dâu ngoài cỡ trên bốn cây dâu đồng loạt dương cánh, nhảy xuống khỏi cành một loạt, tựa như những giọt mưa khổng lồ ào ào lao về phía ba người. a à, Mưa lơm cơm bo dậy, chợt nhìn thấy cảnh tượng này, lộ nhất khí buộc miệng kêu lên kinh hải cậu không còn kịp né tránh. Quỷ nhãn tam quăng vội que hương độ hồn, múi tích cây vũ kim cương, nhảy sổ tới. Vừa quay đầu, nhìn thấy vô số quả dâu đang ào ào lao đến quỷ nhãn tam lập tức hành động không chút chần chừ bất kể bản thân trúng phải nút gì cũng mặc cử động rất có thể sẽ chết nhanh hơn bất động khi lũ quái vật kia ập tới chắc chắn còn chết nhanh hơn nữa hắn cũng tự nhủ nếu như hắn buộc phải chết cũng phải cố gắng giành giật một cơ hội sống cho lỗ nhất khí vũ kim cương không những có thể bảo vệ cơ thể và đề phòng ám khí nó còn là thứ vũ khí có khả năng tấn công rất mạnh. Không, đúng ra phải gọi nó là một loại vũ khí công thủ song toàn. Gọng dù và tán dù đều bằng thép, mép viền của tán dù sắc bén như dao, tán gọng thép nhọn hoắt, đỉnh dù, cán dù như cây chùy thép đầy sức mạnh. A a a, quỷ nhãn tam hét lên một tiếng thật dài, nhưng dư âm về cuối có phần lạc giọng. Trong tiếng hét, cây vũ kim cương lúc xoay tiết, lúc quăng đập lúc lại múa lên vun vút. Hắn dùng tán dù đập vào những quả dâu, chặn chúng lại, sau đó xoay tròn cây dù, dùng viên mép sắt như dao mà chém, dùng gọng thép nhọn như dùi mà đâm. Cây dù chuyển động như một cơn gió lốc, đúng là nước tạc cũng không lọt. Những quả dâu rụng xuống như trúc, rồi lại đua nhau bật lên lao tới. Lộ nhất khí vội vã tận dụng thời gian lắp đầy đạn súng, nhìn thấy quả dâu nào né khỏi phạm vi công kích của quỷ nhãn tam bay về phía cậu hoặc bay trở về cây, lập tức nổ súng bắn rụng. Vài chục quả dâu đều đã rụng ngổn ngang trên mặt đất, nhưng quỷ nhãn tam vẫn tiếp tục muối tích cây dù trong cơn chém giết. Hắn đang liều mạng, cũng giống như bầy chó dài kia, hắn coi trận chiến này như một cơn liều mạng cuối cùng trước khi tắt thở. Cuối cùng, tán dù đập mạnh xuống nền sân, mũi thép nhọn hoắt của một gọng dù xuyên ngập vào phiến gạch xanh. Quỷ nhãn tam thở hỗn hển, bàn tay phải vẫn nắm chặt cán dù, một thân ngạo khí, ngửa mặt nhìn trời, ánh mắt như ti chớp quét ngang dọc trên không. Một bông tuyết trong suốt đậu xuống chớp mũi hắn. Ồ, tuyết đã rơi. Hắn chỉ có một mắt, nên có thể nhìn rất rõ vẻ trong suốt long lanh của bông hoa tuyết trên chớp mũi. Lại một tiếng mỏng manh trong suốt nửa trao tới, không đậu lên chớp mũi hắn, song con mắt độc nhất của hắn cũng đã kịp nhìn ra. Đó không phải là tuyết, mà là một mảnh cánh rách bươm, mỏng tan như cánh ve sầu. Bầy chó điên vẫn ngửa cổ lên trời tru lên từng chập, không biết chúng đang khóc than cho lũ quái vật đã bỏ hay đang cất tiếng gọi những bông hoa tuyết đang lã tả buông rơi. Đây có lẽ là tò vò, một loài tò vò đặc biệt. Thảo nào lại trồng dâu trước cửa, hóa ra là để nuôi loài côn trùng này. Lộ nhất khí dùng nòng súng gãy những quả dâu lớn khác thường trên mặt đất, quan sát thật kỹ, rồi nói tiếp trong phần tiểu nhã sách kinh thi có câu sâu xanh có con tò vò cổng về tò vò là một loài côn trùng sống ký sinh nó bắt sâu minh linh đưa về tổ sau đó đẻ trứng vào trong cơ thể minh linh sau khi trứng nở thành ấu trùng sẽ ăn thịt sâu minh linh mà lớn lên người xưa cho rằng tò vò không đẻ được con nên nuôi sâu minh linh làm con bởi vậy mới gọi con nuôi là minh linh sâu xanh có con tò vò cổng về nguyên văn là minh linh hữu tử quả lõa phụ chi minh linh là một loài sâu xanh thường bị tò vò bắt về nhốt vào trong tổ người xưa ngỡ là tò vò nuôi con giúp minh linh nên gọi minh linh hay minh linh tử là con nuôi nhưng trên thực tế tò vò bắt sâu nhốt vào trong tổ để làm thức ăn dự trữ cho ấu trùng tò vò lộ nhất khí lại nhìn những con tò vò lăn lóc trên mặt đất nói tiếp giống tò vò này to lớn khác hẳn bình thường có lẽ là giống tò vò vỏ dung nham chỉ có ở thời viễn cổ. Vào thời viễn cổ, giống tò vò này thích sống ở trong lớp vỏ cứng bên ngoài tầng dung nham nóng chảy trên miệng núi lửa, ở đó nhiệt độ rất cao. Do ấu trùng của chúng dễ hấp thu khí lạnh mà kết tù lại rất khó phân tán, cứ qua một khoảng thời gian, lại cần phải dùng đến một thứ ấm nóng để ép khí lạnh ra ngoài. Rất có thể tam canh hàng chính là ấu trùng của chúng. Ngày nay không còn lớp vỏ cứng trên dung nham nóng chảy nữa, bởi vậy, chúng sẽ đẻ trứng bên trong cơ thể sống, đợi đến khi nở thành trùng sẽ cắn vỡ cơ thể mà chui ra. Lời lộ nhất khí còn chưa kịp dứt, quỷ nhãn tam đang một thân ngạo khí, ngửa mặt nhìn trời, bỗng thấy hai chân mềm nhũng, xích nữa thì ngã bổ nhào. Chỗ vừa bị trúng đòn trên gáy giờ đây không thấy đâu, cũng không thấy ngứa, chỉ hơi sưng tấy. Hắn hoang mang, đừng nói là bị to vò đẻ trứng vào đấy nhé. Tiêu rồi. Mình đã trở thành thức ăn của lũ tò vò khốn kiếp. Hắn càng nghĩ càng thấy khủng khiếp trứng ở trong cơ thể mình, rồi nở ra thành ấu trùng, theo đường máu chui vào trong não, ăn ốc mình, hút máu mình, mình lại phải vì nó mà đi hút máu nóng của người khác. Cuối cùng, hoặc là bị đánh chết, hoặc là rét cống mà chết, hoặc là bị con trùng đục thủng thiên linh cái sao chui ra. Sao tức là nắp hộp sọ không còn thấy hoa tuyết trên chấp mũi quỷ nhãn tam nữa, bởi vì trên đó đã rịnh đầy mồ hôi. Quỷ nhãn tam đưa ngón tay chỉ chỉ về sau gáy. Hai người vội chạy lại xem, thì thấy, ở đó nổi lên một cục phòng rợp màu xanh tái. Lỗ thịnh hiếu ấn ngón tay vào đó, song quỷ nhãn tam không có cảm giác gì. Ông bèn nắm lấy nhất lên thứ, chỉ nghe quỷ nhãn tam rú lên một tiếng rùng rợn, đau tới mức suýt bất tỉnh, toàn thân mềm nhũng may mà lộ nhất khí kịp thời đỡ lấy lỗ thịnh hiếu lắc đầu nói thứ này đã bám chặt vào kinh mạch đốt sống cổ nếu cố giật ra dù không chết cũng toàn thân bại liệt quỷ nhãn tam nghe vậy mặt mũi tái mét buông người ngồi phịch xuống bậc thèm đá thực sự hết cách rồi ư bác lỗ nhất khí hỏi lỗ thịnh hiếu không nói gì chỉ khẽ lắc đầu Quỷ nhãn tam đờ đẫn nhìn trân trân vào bầy chó và dạ cách đó vài bước chân. Lúc này chúng đã chân cặn cứng đờ, toàn thân lẫy bẫy, những vết lở loét khắp người dường như lóe sáng, có vẻ đã đóng băng. Thân thể tím tái của chúng đã bị bao phủ dưới một làn sương trắng, miệng không ngớt rên lên những tiếng não nề. Rồi mình cũng giống như thế này ư, rồi mình cũng giống như thế này ư, quỷ nhãn tam đờ đẫn lầm bầm trong miệng. Đột ngột, hắn rút phát cây đục ba cạnh từ trong chiếc túi sau lưng, đâm thẳng vào yết hầu. Lộ nhất khí từ nãy đã không rời mắt khỏi quỷ nhãn tam, bởi vậy, khi hắn vừa rút cây đục ra, cậu liền lao đến, ôm chặt lấy cánh tay hắn khi mũi đục chỉ còn cách yết hầu vài tức. Không được, cháu trai, vẫn còn cơ hội mà. Lỗ thịnh hiếu cũng vội sáp đến dự lấy quỷ nhãn tam nói theo như ta biết, trứng tò vò thường sau bảy ngày mới nở thành ấu trùng. Nội trong bảy ngày, nếu chúng ta tìm được hai người cậu vẫn còn cơ hội quỷ nhãn tam nghe vậy liền dừng tay lại hai người nào vậy lộ nhất khí vốn xưa nay không thích đặt câu hỏi giờ cũng sốt sắng hỏi lại vĩ kinh đạo ở thương châu và tiểu đao bì ở lan châu y đạo điên đảo của vĩ kinh đạo có thuật kim gãy ngược trăm huyệt có thể sẽ khêu được trứng tò vò ra tiêu đao bì có đao pháp giao cạo bào đinh tí hon một dao chính lớp da chắc chắn có thể cạo bỏ đám trứng. Tiểu đao bì đang ở Lan Châu, quá xa, đi 7 ngày chưa chắc đã tới. Sông Thương Châu rất gần với Bắc Bình, Vĩ Kinh Đạo cũng có chút ít giao tình với ta. Hôm nay nếu chúng ta có thể trở ra được, sẽ lập tức đến Thương Châu. Lời ông vừa nói ra, con mắt độc nhất của quỷ nhãn tam bỗng sáng lên lấp lánh. Hắn nghĩ cũng phải, dù sao cũng chỉ có một mạng, so với tự mình kết liễu, chẳng bằng sóc lại tinh thần, liều mạng một phen. Nếu đêm nay may mắn thoát thân, biết đâu vẫn còn cơ hội sống. Chốc lát, hắn đã lại khí thế bừng bừng, trong lòng không còn bận tâm đến điều gì nữa. Hắn đứng dậy, lôi bình trụ ra nhấp lấy một ngụm, thắt lại dây lưng, nhặt cây vũ kim cương lên, xông thẳng về phía cửa chính của căn phòng. Lộ nhất khí và lỗ thịnh hiếu lập tức bám theo sát phía sau, ba người lao thẳng vào cánh cửa đang mở rộng như một cơn gió, cuốn theo vài bông hoa tuyết bay theo vào rồi xoay tích tại chỗ. Những bông hoa tuyết còn chưa kịp chạm đất, cánh cửa bỗng sầm một tiếng đóng chặt lại sau lưng. Ba người giật bắn mình, xong đều không cử động. Họ biết, cửa đã đóng lại, sẽ rất khó mở ra. Trong cơ quan cạm bẫy, như thế được gọi là phong sáo, khép bẫy. Việc cần làm trước mắt là tiếp tục tìm đường đi tiếp, không nên lãng phí thời gian ở đây họ dừng lại một lát để làm quen với bóng tối trong phòng trong lúc đó lộ nhất khí không nén nổi tò mò lùi lại một bước sờ lên cánh cửa một cánh cửa rất quái lạ cứ như liền thành một tấm không hề sờ thấy khe cửa trong phòng vốn đã rất tối tăm không có một chút ánh sáng giờ cửa đã đóng lại bóng tối càng thêm đặc quánh không nhìn thấy bất cứ thứ gì đúng vậy điều quan trọng nhất hiện giờ là phải tìm ra đường đi nhưng đường đi nằm ở đâu dường như con mắt cú đêm của quỷ nhãn tam cũng đã không còn tác dụng. Hắn gắn gượng căng mắt nhìn đến mấy lượt, nhưng trước mắt vẫn là một màn đen kịch, không thể nhìn thấy một thứ gì. Lỗ thịnh hiếu lôi ra chiếc đèn khí tử phong, đang chuẩn bị mở ra, bỗng vặn đến một giọng con gái du dương khe khẽ. Ba người bất giác khựng lại, giọng tay chăm chú lắng nghe. Khổ A, à, thiếp đây con gái nhà phú quý, yêu kiều đại các chống thâm khuê chương 4.2, bóng ma đè. Một giọng hát béo von của vai hoa đáng trong kinh kịch, bỗng cất lên uyển chuyển du dương, dư âm vấn vít. Trong bóng tối dày đặc, trong đêm đông giá buốt, giọng hát trong vắt thê lương thực sự khiến người ta nghe mà rợn tóc gáy. Hoa đáng là một dạng vai nữ trong hí kịch Trung Quốc, phần lớn là vai các cô gái trẻ trung, xinh đẹp, tính tình hoạt bát. Lộ nhất khí cũng đang lắng nghe, cậu đang tìm xem tiếng hát ấy phát ra từ đâu. Không chỉ có cậu, hai người kia cũng đang chăm chú tìm kiếm. Nhưng lạ thay, cả ba người đều không phát hiện ra được giọng hát từ đâu vẫn lại. Bốn phương tám hướng dường như đều văn vẳng tiếng hát, như là có một đám đông đang vây kính lấy họ, cùng cất lên một giọng hát giống hệt nhau. Lộ nhất khí không nghe ra, cũng chẳng nhìn ra, song trong ý thức của cậu đang từ từ hình thành một cảm giác lờ mờ dường như có một hình bóng thước tha màu trắng đang lượn vòng quanh, phất phơ như một làn gió thoảng. Đột nhiên, một ngón tay lạnh buốt khẽ vuốt qua bên má phải của cậu. À! Cậu buộc miệng kêu lên một tiếng kinh sợ, bỗng chốc cơ mặt căng cứng, trái tim như bị một bàn tay bóp nghẹt. Sao thế? Lỗ thịnh hiếu vội hỏi. Lỗ nhất khí không trả lời, cậu đang vô cùng khiếp đảm. Cảm giác mách bảo với cậu Tình thế trước mắt cực kỳ nguy hiểm, nơi ngón tay vừa vuốt qua buốt lạnh khác thường, buốt lạnh hệt như ngón tay vừa nãy. Hơn nữa, cảm giác buốt lạnh còn không ngừng lan rộng, một nửa khuôn mặt đã không còn cảm giác. Con hình như đã chạm phải nút rồi, cảm giác hơi khác lạ. Phải một lúc sau, lộ nhất khí mới mở miệng lắp bắp dược vài tiếng do một nửa khuôn mặt cậu đã lạnh đến tê cứng, nên giọng nói cũng ấm ớ không rõ. Cậu phải nói ngay, nếu không, rất có thể lát nữa sẽ không còn nói nổi. Lỗ Thịnh Hiếu vừa nghe Lỗ Nhất Khí nói đã chạm phải nút, bèn vội vã châm đèn khí tử phong. Vào khoảnh khắc ngọn lửa vừa chập chờn bụng lên, Lỗ Nhất Khí nhìn thấy một khuôn mặt, khuôn mặt của một người con gái tuyệt đẹp. Khuôn mặt đó cách cậu chưa đầy hai thước, đang lướt nhanh về phía cậu điều bộ tựa như đang muốn tặng cho cậu một nụ hôn. Đó là một khuôn mặt tuyệt đẹp, song sắc mặt xanh lét, con mắt màu trắng đục, trên hai gò má là hai vệt son đỏ tròn xoe. Khuôn mặt đang nở một nụ cười dịu dàng, song nụ cười trơ trơ cứ như được tạc sẵn trên khuôn mặt. Lộ nhất khí muốn né tránh song không kịp. Khuôn ặt lướt tới rất nhanh, trong khi khuôn mặt cậu đã tê cứng, đến xoay đầu cũng rất khó khăn. Đúng lúc hai đầu mũi sắp chạm nhau đến nơi, bỗng nhiên khuôn mặt ngoặt thành một góc vuông lướt sang bên cạnh, lẫn vào trong bóng tối. Toàn bộ quá trình chỉ diễn ra trong nháy mắt, trong một thoáng bập bùng của ngọn lửa đèn. Tiếp đó, giọng hát lại cao thêm một âm vực, càng thêm chói tai. Lỗ Thịnh Hiếu và Quỷ Nhãn Tam đều không nhìn thấy khuôn mặt thiếu nữ, họ chỉ quan tâm tới vết ngón tay bầm đen hằng trên mặt lỗ nhất khí. Sắc đen đang dần dần lan rộng từ vết ngón tay, Thành từng tia mảnh màu đen bò lan ra tứ phía như một mạng nhện chằng chịt, đã lan khắp quá nửa khuôn mặt. Toàn bộ phần đầu cậu đang bị bao phủ trong một lớp khí đen. Ngọn lửa trong đèn khí tử phong vẫn chưa cháy lên được, bập bùng vài cái rồi lại tắt ngấm. Lỗ Thịnh Hiếu châm tiếp một mồi khác, song nó vẫn chỉ lóe lên chốc lát rồi lại tắt. Lộ Nhất Khí đã không thể nói được nữa, cảm giác lạnh buốt đã đông cứng trên toàn bộ khuôn mặt bác cậu và quỷ nhãn tam vẫn tiếp tục trao đổi điều gì đó cậu không hiểu lắm cậu tam tiếng nơi nào khó tìm đèn không gió tự tắt đã nhìn ra được là khảm gì chưa biết rồi vậy cậu nhìn xem lỗ nhất khí đã trúng phải nút gì cậu ta trúng phải nút độc có nghiêm trọng không có giải được không giọng nói của lỗ thịnh hiếu đầy lo lắng nghiêm trọng giải được lộ nhất khí cảm thấy có một bàn tay đang sờ vào cậu tuy mặt cậu đã tê cứng song cậu vẫn giật mình hoảng hốt vội đưa tay chụp lấy cổ tay đó cậu cả đứng im tôi giải độc cho cậu cậu nhận ra tiếng của quỷ nhãn tam bàn tay của quỷ nhãn tam đang xoa nhẹ lên vết ngón tay trên mặt lộ nhất khí cùng với động tác đó cảm giác của cậu dần dần quay trở lại tay quỷ nhãn tam trơn tuột giống như bôi một thứ dầu mỡ gì đó thật ấm áp và dễ chịu. Cậu đã bắt đầu cảm nhận được sự thô ráp trên đầu ngón tay của quỷ nhãn tam. Mặt cậu không còn lạnh buốt nữa, mà đang ấm dần lên, càng lúc càng ấm, và bắt đầu nóng rang. Lộ nhất khí kêu khẽ một tiếng. Nóng à! Không sao, cố chịu một lát, quỷ nhãn tam nói. Nóng quá, nóng rác như bị lửa thiêu. Lộ nhất khí cảm thấy mồ hôi nóng đã toát ra khắp mặt, nhưng mồ hôi vừa toát ra Cảm giác nóng rác lập tức biến mất, mồ hôi càng toát ra nhiều, cậu càng cảm thấy mát mẻ dễ chịu. Tiếng hát ma quái đột nhiên nhỏ lại, dường như là thiếu nữ đang hát đã bay ra xa. Cuối cùng, lộ nhất khí chỉ còn thấy rấp dính trên má phải, còn mọi cảm giác đã trở lại bình thường. Thế nào rồi? Quỷ nhãn tam hỏi. Tôi nhìn thấy khuôn mặt của một cô gái, khuôn mặt đó xích nửa đã va vào tôi lộ nhất khí hỏi một đằng trả lời một nẻo bởi lẽ cậu cảm thấy chuyện này quan trọng hơn cần thiết phải nói cho họ biết nghe câu trả lời lưu loát của cậu lỗ thịnh hiếu và quỷ nhãn tam biết cậu đã hồi phục cuối cùng cũng đã nhìn thấy người bên đối thủ rồi lộ nhất khí từ đầu tới giờ vẫn luôn cảm thấy ấm ức trong lòng liều mạng sống chết cho tới tận bây giờ mà vẫn chưa thấy bóng dáng của đối phương đâu nên trong cậu đang ấp ủ một niềm thôi thúc muốn tìm ra đối thủ mặt đối mặt quyết đấu một phen. Nhưng thật không ngờ, đối thủ lần này lại là nữ. Cậu nói ra câu này không phải là cảm thấy đáng tiếc, mà ngược lại, có chút ngán ngẩm, bởi cậu luôn cảm thấy rằng khả năng ứng phó với phụ nữ của cậu rất kém cỏi. "Không, đó không phải là người bên đối thủ." Quỷ Nhãn Tam trả lời. "Vậy cô ta là ai?" "Là ma." "Ma? Chẳng lẽ trên đời này có ma thật ư?" lộ nhất khí cảm thấy rất khó tin tuy trong những cuốn sách cũ kỹ tàn khuyết mà cậu từng đọc ở nhà chú tư thi thoảng cũng có nhắc tới ma quỷ song cậu chưa bao giờ tin điều đó là có thật các thầy giáo trong trường tây học cũng nói rằng chuyện ma quỷ là hoàn toàn không tồn tại cậu vẫn luôn cho rằng đó chẳng qua là do người xưa theo dệt hoặc tự tưởng tượng ra để hù dọa và khống chế người khác nhưng giờ đây cậu đã nhìn thấy tận mắt chẳng lẽ trên đời này quả thực có tồn tại những thứ không thể giải thích được chăng? Là ma thật ư, vậy nó có quay lại nữa không? Chắc là sẽ quay lại, khảm chưa khóa, nút đã dạy nó sẽ chưa chịu bỏ cuộc. Lỗ Thịnh Hiếu trả lời. Đây là quỷ khảm, còn đáng sợ hơn cả hoạt khảm. Quỷ nhãn tam nói với Lộ Nhất Khí. Anh Tam, trước đây anh đã gặp bao giờ chưa? Lộ Nhất Khí hỏi, không giấu nổi vẻ hoài nghi. Gặp rồi, cậu đừng sợ, tôi đối phó được. Ba người chúng ta hãy ngồi xuống, quay lưng vào nhau. Nói đoạn, quỷ nhãn tam ngồi xuống trước, chân xếp bằng trên mặt đất, sau đó dúi vào tay lỗ thịnh hiếu một có giấy bùa màu vàng, rồi nói. Lá bùa này giữ lấy hộ thân. Nhưng hắn không đưa bùa cho lộ nhất khí. Hắn nói. Cậu cả, khi nãy khuôn mặt ma kia không dám đâm vào mặt cậu, chứng tỏ nó sợ cậu cậu không phải sợ nó. Ma quỷ chỉ là một luồng khí, một ảo ảnh. Chỉ cần cậu không dao động, nó sẽ không làm gì được cậu. Người ta phần lớn đều là tự mình dọa chết mình mà thôi. Hiếm hoi lắm mới thấy quỷ nhãn tam nói nhiều như vậy. Vừa nói, quỷ nhãn tam vừa vẽ một tấm thẻ đuổi hồn bằng chu sa trên nền nhà lát gạch vuông đánh dầu bóng, sau đó lầm rầm trong miệng. Đông quy đông, tây quy tây, dương theo dương, âm theo âm không nhập cõi luân hồi, dương thế không trốn ở, địa phủ cửa đã mở, đầu trâu mặt ngựa truy, ai theo đường nấy, ai về chỗ nấy. Thái thượng lão quân, gấp gấp theo lệnh. Sắc. Lộ nhất khí nghĩ thầm, ngày thường hắn nói năng cục lũng, chẳng lẽ là dành lời để niệm thần chú chăng? Giọng hát lại vang lên, âm vực càng cao vút, tiếng hát cũng càng thêm chói tai. Quỷ nhãn tam giơ hai tay lên rủ mạnh, hai đạo bùa lập tức bùng cháy. Trên lá bùa chắc hẳn có bột lân tinh, nếu không, sao có thể vừa rủ đã bốc cháy. Ánh lửa từ đạo bùa vừa bùng lên, lộ nhất khí lại nhìn thấy khuôn mặt kia, cậu thấy rõ trong hai con mắt trắng đục hoàn toàn không có con người. song thật kỳ lạ, hai đạo bùa vừa bùng lên đã lại tắt ngấm. Đầu lỗ nhất khí chỉ muốn ngã về phía sau. Cậu thấy sợ, đó là chuyện khó tránh. Tuy lửa bùa đã tắt, cậu không còn nhìn thấy khuôn mặt đó nữa, song vấn đề là ở chỗ hiện cậu đã biết rõ đó là một khuôn mặt ma thử nghĩ mà xem trong bóng tối có một khuôn mặt ma đang ở ngay trước mặt đang nhìn mình chằm chằm mà bản thân không biết nó muốn làm gì mình cũng không nhìn thấy nó đang làm gì sẽ có cảm giác ra sao chắc hẳn sẽ còn đáng sợ hơn rất nhiều so với việc tận mắt nhìn thấy nó cậu không thể lui đầu lại cân cổ cậu đã cứng đờ dường như có thứ gì đó đang kẹp chặt lấy cổ cậu cố định nó tại một chỗ càng lúc càng thích chặt tới mức cậu cảm thấy nghẹt thở cậu muốn đứng lên để tránh nhưng cũng không thể nhúc nhích vai cậu đỉnh đầu cậu dường như bị một vật gì rất nặng đè ập xuống muốn duỗi thẳng lưng cũng không được tiếp đó không chỉ có cổ mà toàn bộ cơ thể cậu đều có cảm giác như bị trói chặt không thể động cựa lấy một ly ngay cả xoay đầu cũng không được như thể cậu đang bị nhốt trong một hộp sắt vuông vức và chiếc hộp đang liên tục thu hẹp và siết chặt lại. Toàn thân bị chèn ép nặng nề khiến cậu hoa mắt, chóng mặt, tức ngực, khó thở. Cậu bắt đầu nghe thấy tiếng máu lưu chuyển trong cơ thể ồ ạt như một dòng sông đang cuộn chảy. Cậu muốn hét lên. Cậu mở miệng a lên hai tiếng, song không hiểu do giọng cậu quá nhỏ hay là vì tiếng hát quá cao mà bác cậu và quỷ nhãn tam đều không chú ý tới cậu bắt đầu cảm thấy hoang mang. Trong lúc hoang mang, cậu lại nhìn thấy khuôn mặt ma. Khuôn mặt đang mỉm cười. Nó vẫn luôn mỉm cười, nhưng khóe miệng không hề nhúc nhích. Khác chăng là ở chỗ, khuôn mặt đó đang lắc lư, nó chính xác hơn, là đang bồng bình. Giống như một mặt nước dập dần sóng gợn. Cậu hít thở lúc một khó khăn. Phải làm sao bây giờ? Chỉ còn cách tự mình cứu mình mà thôi. Khuôn mặt đã ở gần sát, cậu muốn tự cứu mình, trước hết phải không chế được nỗi khiếp sợ. Thế là cậu mở trừng mắt, nhìn chầm chầm vào đôi mắt trắng đục kia. Sau đó cậu bắt đầu mỉm cười, cố gắng hết sức để cười. Cậu coi khuôn mặt kia như một tấm gương, và cậu mỉm cười thoải mái như cười với chính mình. Cậu đang cố gắng cho khuôn mặt kia biết rằng cậu không hề sợ. Nó chỉ là một khuôn mặt, một khuôn mặt khá là đẹp đẽ. Cậu không còn lùi về phía sau nữa, mà thả lỏng phần cổ. Nhưng nhờ vậy, cậu lại cảm thấy áp lực đè nặng lên cổ rõ ràng đã giảm bớt. Ồ, quả nhiên là có tác dụng. Nếu đã có tác dụng, tại sao cậu lại không tiếp tục? Thế là cậu không né tránh nữa. Cậu đưa khuôn mặt mình lại gần khuôn mặt ma kia. Do cơ thể cậu vẫn đang chìm trong vòng xoáy áp lực, nên tốc độ di chuyển của cậu rất chậm, dường như đang nhích dần từng mm. Khi cậu sắp chạm tới nơi, khuôn mặt ma bèn hơi nhích về sau một chút giống như một thiếu nữ ngượng ngùng né tránh nụ hôn đầu tiên, ngập ngừng nửa muốn nửa không. Cậu bất ngờ đưa nhanh cần cổ đã nới lỏng phần nào về phía trước, há to miệng, cắn về phía đầu mũi của khuôn mặt ma. Khuôn mặt vội vã lùi lại, chớp mắt đã ở xa hơn hai thước. Lộ Nhất Khí thấy con ma đã lùi ra xa, cảm giác toàn thân thư giãn, thế là cậu không kịp suy nghĩ, lập tức giơ hai tay về phía khuôn mặt, cậu muốn bóp cổ nó. Song cậu hành động quá chậm, khuôn mặt vừa lui ra lập tức bay lướt trở lại chỉ còn cách mặt cậu chưa đầy một tấc vòng xoáy áp lực lại bao trùm lấy cậu cậu không thể giơ tay ra được nữa thậm chí hai tay còn chưa kịp nhấc lên một lần nữa cậu lại bị kẹp chặt luồng lực đạo vốn dĩ dùng để giơ tay ra giờ đã chuyển hướng hai cánh tay bị ép sát vào cơ thể ấn xuống phía dưới áp lực đè lên cơ thể mỗi lúc càng thêm nặng nề cậu đã nghe thấy tiếng xương cốt kêu lên răng rắc nhưng cậu vẫn gắn giữ bình tĩnh. Bàn tay ấn xuống phía dưới, vừa hay chạm phải một vật gì đó. Chính là cái túi vải thô của cậu. Trong túi có súng lục, nhưng nó vô tác dụng với ma quỷ. Có lựu đạn, song cũng vô ích. Nhưng trong túi còn có một viên đá. Một viên đá không chừng lại có tác dụng viên đá hình quang ba tư. Cậu biết, cậu cần phải gắn gượng chống đỡ, cần phải tìm cách lôi được viên đá ra. Xong giờ đây, hai tay cậu đã không thể nhấc lên nổi nói gì tới việc thò vào trong túi bàn tay của cậu chỉ có thể đè lên túi vải dưới sức ép của cơ thể nó đang từ từ trượt xuống dưới qua lần vải thô cậu đã nắm được viên đá dẫu rằng vật mà cậu đang nắm lấy có thể chính là sinh mệnh của cậu nhưng dù sao cũng vẫn còn một lớp vải thô ngăn cách lớp vải tuy không quá dày nhưng giờ đây đã trở thành một khe sâu ngăn cách giữa sự sống và cái chết cậu cảm giác cuộc sống cổ đã sắp gãy gục đến nơi. Cậu lấy làm ngạc nhiên, tại sao hai người kia vẫn không tới giúp mình. Tuy xung quanh tối đen như mực, xòe tay không nhìn thấy ngón, nhưng cho dù bác cậu không nhìn thấy, quỷ nhãn tam hẳn cũng phải nhận ra mới đúng. Tay cậu tiếp tục trượt xuống trong tuyệt vọng. Viên đá huỳnh quang trong túi giống như sợi dây cứu mạng của cậu. Cậu nắm chặt lấy nó không chịu buông ra. Cách một lớp vải, nó đang trượt xuống cùng với bàn tay cậu một tia sáng hé ra từ trong tay lộ nhất khí, tuy không thật sáng, song trong căn phòng thẳm tối, nó khác nào một tia chớp lóe, một tia chớp sáng mãi không tắt. Bị tia sáng rọi vào, khuôn mặt ma lập tức tan biến như một bụng nước loang. Giọng kinh kịch đang cao vút cũng đột ngột im bặt, chỉ còn dư âm ong ong vẫn trong căn phòng. Toàn thân lộ nhất khí như trút được gánh nặng ngàn cân. Cậu đứng vụt dậy, tay giơ cao chùm ánh sáng tựa như vị thần tiên đang cầm ngọn đèn trời chiếu sáng căn phòng tăm tối lỗ thịnh hiếu và quỷ nhãn tam cũng theo nhau đứng dậy họ hơi ngạc nhiên khi nhìn thấy lộ nhất khí thần thái bừng bừng họ không hiểu vẻ hưng phấn trên khuôn mặt cậu do đâu mà có hai người không sao chứ lộ nhất khí nhìn thấy vẻ ngơ ngác trong ánh mắt của họ thì lấy làm lại cậu không sao chứ hai người cũng lấy làm lạ đồng thanh hỏi lộ nhất khí có đấy, con lại nhìn thấy ma." Lỗ Nhất Khí bèn thuật lại sự tình từ đầu đến cuối cho họ nghe. Sắc mặt của Lỗ Thịnh Hiếu và Quỷ Nhãn Tam thoát trở nên vô cùng căng thẳng. Kỳ thực, toàn bộ quá trình dằn co và giải thoát vừa qua của Lỗ Nhất Khí chỉ xảy ra trong khoảnh khắc. Hai người chỉ vừa mới kịp trao đổi có hai câu về chuyện không đốt được lá bùa, mà Lỗ Nhất Khí đã kịp trở đi trở lại qua hai cửa sinh tử. Đó là bị ma đè, ma khí bao bọc lấy người đẩy con đến ranh giới giữa âm và dương, bởi vậy bác và cậu tam đều không cảm nhận được. Hơn nữa, nghe nói tại ranh giới âm dương, thời gian dài ngắn khó định, bởi vậy có lẽ con cảm thấy thời gian rất dài, nhưng trong thực tế, hai người chúng ta mới chỉ kịp nói có hai câu. Hóa ra lỗ Thịnh Hiếu cũng am hiểu về ma đạo, về điểm này xưa nay lỗ Nhất Khí chưa từng biết tới, bởi vì những sách vở mà cậu đã xem rất ít khi đề cập đến lĩnh vực này. Trong khi Lỗ Thịnh Hiếu chưa bao giờ nói cho cậu biết, có lẽ đây là những kiến thức mà bác cậu đã tích lũy được từ khi còn trẻ, hoặc trong khi tu đạo. Không ngờ kỹ nghệ của đối phương về mặt này cũng tiến bộ nhiều đến vậy. Như cậu cả vừa kể, cậu đã cắn lại khuôn mặt ma khiến nó phải thoái lui, nếu như trước đây, ma đã thoái lui, nó sẽ không tiếp tục bao vây nữa. Song giờ đây, con ma này lại có thể tiến lui có thế, công thủ nhịp nhàng xem ra đối thủ không đơn thuần chỉ biết thuật đuổi ma, mượn quỷ như trong sách đã viết, mà có lẽ họ còn biết nuôi ma, huấn luyện ma, lợi dụng ma. Tôi thua xa bọn họ rồi. Chỉ cần nhắc tới ma quỷ, quỷ nhãn tam liền liến thoáng hàng tràng, nhưng trong ngữ điệu không hề có vẻ chán nản, buồn bực vì thua kém người khác, mà ngược lại, còn tràn đầy hào hứng và ngưỡng mộ. Đừng nói là cậu, ngay cả ông tổ của đối phương vốn được xưng là luận ma quỷ đệ nhất thiên hạ, nếu nhìn thấy những thủ đoạn hôm nay, e rằng cũng phải ngậm ngùi chịu thua. Nghe bác nói vậy, lộ nhất khí chợt trùng mình. Luận ma quỷ đệ nhất thiên hạ, lẽ nào tổ sư gia của họ chính là nhân vật đó? Cậu không nói tiếp, chỉ đưa mắt nhìn bác và quỷ nhãn tam, hai người đều gật đầu xác nhận. Lộ nhất khí đã nhiều lần ý thức được về mức độ đáng sợ của đối thủ, nhưng giờ đây, nói sợ không thôi vẫn chưa đủ mà trong thâm tâm cậu còn có phần nể sợ và sùng bái. Bởi lẽ, vị tổ sư gia đó cậu biết rõ, chính là mặt tử, người sống cùng thời đại với lỗ ban, ông tổ của dòng họ lỗ. Vào hơn 2.000 năm trước, Vị tổ sư gia này đã có những thành tựu siêu phàm trong các lĩnh vực khoa học, triết học, quân sự và huyền học, quả thực là một vị thánh nhân. Cậu từ từ hạ bàn tay đang cầm viên đá huỳnh quang xuống, ngậm ngùi tự nhủ với bản thân, có thể giữ được mạng sống mà đi được tới đây, hẳn có đến tám phần là nhờ may mắn. Giống như viên đá huỳnh quang đang ở trong tay cậu, nếu không phải lúc ngoài cổng chính, cậu nổ súng bắn rắn xuyên qua túi vải, lưu lại một lỗ thủng trên túi thì làm sao lúc nãy nó có thể trượt vào trong tay cậu. Và như vậy, cậu còn có thể đứng tại nơi đây, ngạo nghễ dơ cao viên đá phát sáng được hay không? Không chừng giờ đây cậu đã theo khuôn mặt kia phiêu đảng trong chốn âm gian cũng nên. Lúc này, cậu chỉ khao khát một điều, đó là trở về, trở về tiếp tục phụ giúp chú Tư buôn bán đồ cổ như trước. Không phải vì cậu sợ hãi trước sức mạnh và sự khủng khiếp của hồn ma, mà là vì cậu đã biết, đối thủ là hậu duệ của bậc thánh nhân kia, thì chuyện hồn ma tuyệt đối không nhảm nhí như những gì người đời vẫn thường truyền miệng. Hào tình tráng trí tuổi trẻ trong cậu chấp đã hóa thành một cơn u uất. Trong trí não cậu không ngừng cật vấn đối thủ của mình tại sao lại là mặt gia? Tại sao mình lại liều mạng đấu sức với hậu duệ của vị thánh nhân hiền lương bác ái nhường đó? Mục đích của phe mình rốt cuộc là gì? Phải rồi, dòng họ lỗ nhà mình, cho dù có phải là chính mạch đích truyền hay không, vẫn được coi là hậu duệ của lỗ bang. Lẽ nào chỉ vì hơn 2.000 năm về trước, tại nước sở, lỗ bang và mặt tử do cửu công cửu cự cử sao mà đã kết thành thù oán? Cho dù có đúng là như vậy, thì hai nghìn năm đã trôi qua, hậu duệ của hai dòng họ cũng không nên oán thù gia dặn đến mức này. Sau lỗ ban và mặt tử luận về chiến tranh, lỗ ban dùng chính loại vũ khí, thiết bị để tấn công thành chín lần, mặt tử dùng chính phương pháp để giữ được thành trong cả chín lần. Bác ơi, hay là mình về thôi. Sau một hồi lâu, lỗ nhất khí mới lúng búng trong miệng. Lỗ thịnh hiếu đang mặc ủ mày châu, không biết đang buồn bã điều gì chợt nghe lộ nhất khí nói vậy trong mắt ông lập tức lóe lên một tia dữ tợn ông cắn chặt răng cố gắng khống chế những cơ mặt đang co giật liên hồi rồi nói rành mạch từng chữ không về được nữa đêm nay nếu như con không vào được trong nhà thì cả đời này con đừng mơ tới được đây nữa có một số thứ cho tới chết con cũng không thể hiểu được đây là cơ hội duy nhất trong đời con phải tin tưởng bác tin tưởng anh tam lại càng phải thanh thiếu niên tưởng chú hạ người đã hy sinh cả mạng sống vì chúng ta con phải đi tiếp con nhất định phải đi tiếp tuyệt đối không thể quay về chỉ có điều mà thôi nếu bác cảm thấy cần thiết vậy chúng ta đi thôi lộ nhất khí vâng lời nhưng vẫn chút miễn cưỡng lỗ thịnh hiếu thở ra một hơi dài ông đã hồi phục lại trạng thái bình thường như trước ông chậm rãi nói thời gian quá gấp rút Khó nói được rõ ràng, và lại có một số việc vẫn chưa phải lúc để nói cho con rõ. Khi vào được căn nhà của tổ tiên, chỉ mong con có thể tìm ra manh mối, lĩnh ngộ được điều gì. Tới khi đó, chưa biết chừng con sẽ còn hiểu rõ hơn ta. Quỷ nhãn Tam nãy giờ không để tâm đến họ. Hắn đang lặng lặng quan sát kỹ lộ nhất khí dưới ánh sáng lờ mờ tỏa ra từ viên đá huỳnh quang. Hắn đã hiểu vì sao khuôn mặt ma vừa rồi không dám đâm vào lộ nhất khí. Thì ra trước đó, khi lão mù giúp cậu phá màn che mắt bởi bức tranh thủy ngân nam từ, lão đã dùng đầu lưỡi đầy máu liếm trên ấn đường cậu vẽ thành một lá bùa thái công, bởi vậy vừa rồi hắn chỉ đưa bùa hộ mình cho lỗ thịnh hiếu mà không đưa cho cậu. Nhưng bùa thái công đã bị mồ hôi rồng rồng trên trán cậu xóa nhòa, chỉ còn là một vệt đỏ loan lỗ, bởi vậy vừa rồi mới bị ma đè. Tiếp đến, quỷ nhãn tam lại xem xét kỹ trong phòng. Hắn cũng đã nhận ra Tại sao mình không nhìn thấy gì cả? Nguyên do là trong phòng không hề có bất kỳ một đồ vật nào. Hơn nữa, toàn bộ vách tường, xà kèo, cột trụ đều được sơn một màu đen trũi. Kỳ lạ hơn nữa là căn phòng này không hề vuông vắng. Góc tây bắc của nó là một hình vòng cung hướng vào bên trong, thiếu mất nửa mặt tường phía tây và già nửa tường phía bắc, không có tường phía đông. Thuận theo hình vòng cung này, mặt đông là một con đường quanh co dẫn ra phía sau không biết nó thông tới đâu, căn phòng cũng không có cửa phía tây, có nghĩa là từ gian phòng chính không thể đi sang gian phòng phía tây, phía đông tuy có đường, song cũng không biết có dẫn tới căn phòng phía đông hay không. Căn phòng này quả là rất khó giải thích theo kiến trúc học. Theo phong thủy học bố cục này gọi là không theo quy tắc ngũ hành, không tụ khí của trời đất. Dương minh ở rìa góc, âm hối ở chính đường. Xem ra đây đúng là một nơi thích hợp để nhốt ma, giữ ma nuôi ma. Đi thôi, về nhà càng sớm càng tốt. Lộ nhất khí rạo bước tới con đường tối mịt phía đông. Những hành động liều lĩnh kiểu này của cậu thường khiến lỗ thịnh hiếu và quỷ nhãn tam không kịp lên tiếng ngăn chặn. Song sự tình không đến nỗi quá tệ, nhiều nhất cậu cũng chỉ bước lên hai bước là lại quay trở lại, bởi lẽ cậu không biết nên đi thế nào. Trong lối đi, có thể nhìn thấy hai cánh cửa, hai cánh cửa giống nhau y hệt, không hiểu nên đi theo cửa nào. Cả ba người đều không biết, những cánh cửa kiểu này không thể tùy tiện xông vào. Nếu trong cửa có cạm bẫy, đó là đường đi, phá được bẫy giải được cạm, đi đến đâu hay đến đấy. Nếu trong cửa không có cạm bẫy, tức là không có đường đi, không có đường đi, tức là đường chết, bước chân vào khó mà sống sót trở ra. Khổ a. Tiếng màu đầu của khúc kinh kịch lại ngân nga vẳng lại, chập chềnh bên tai ba người tiếng màu đầu dư âm còn chưa dứt lời hát vẫn chưa kịp cất lên bỗng cạch một tiếng vách tường phía nam đột ngột mở ra một ô cửa sổ về lý mà nói qua cửa sổ phía nam có thể nhìn thấy quang cảnh ngoài sân khi họ bước vào nhà ngoài trời tuyết mới bắt đầu rơi lác đác nhưng giờ đây cảnh tượng mà họ nhìn thấy là tuyết phụ kính trời không nhìn thấy thứ gì trong sân thật khó tưởng tượng vừa mới bước vào có một lát mà tuyết đã lớn đến vậy hoặc cũng có thể, sân này không phải là sân đó, tuyết này không phải là tuyết đó. Một thiếu nữ áo trắng thước tha đang múa hát dịu dàng trong gió tuyết. Tuy rằng chỉ nhìn thấy phía sau lưng, sông suối tóc mượt mà và thân hình diễm lệ đã cho họ biết, đó là một cô gái rất đẹp. Tuyết rơi dày đặc, theo ống tay áo rộng đang múa lượng của cô gái bay ràn rạc vào trong phòng. Chương 4.3 Sông tuyết lạnh Chuyển, giọng hát béo von, quả là một bức tranh đầy thơ mộng tâm tư lộ nhất khí như hòa vào trong khung cảnh ấy dường như cậu thấy mình hóa thành một bông tuyết trắng bay tung theo ống tay áo phất phơ có hòa nhập mới có cảm nhận có cảm nhận mới có cảm giác và cảm giác đang mách bảo cậu lợm giọng hoa mắt khiếp sợ lùi mau đừng chạm vào tuyết quỷ nhãn tam quát khẽ một tiếng rồi bật tung vũ kim cương che chắn cho ba người tiếng quát của hắn toát lên vẻ kinh sợ và giận dữ hai người kia bất giác đều vội vã lùi lại theo quỷ nhãn tam những bông tuyết xoay tít thành từng đám bám sát theo sau bay rào rào về phía họ gió rất gấp hoa tuyết bay đến cũng rất gấp chỉ lùi lại cũng vô ích sau lưng họ chính là bức tường lồi hình cánh cung đã không còn đường lui nữa chỉ còn cách chạy vào con đường kia nhưng rốt cuộc phải đi vào cánh cửa nào đây Quỷ nhãn tam vặn khẽ cơ quan trên vũ kim cương, tán dù bỗng tách thành tám muối, cùng xoay nghiêng về một bên tạo thành góc 30 độ, biến vũ kim cương thành một cánh quạt lớn, tựa như thứ quạt thổi vỏ thóc của phường thợ say. Quỷ nhãn tam tay trái cầm cán dù, tay phải vặn tay cầm, cây dù xoay tích một cái quạt, thổi ra một luồng gió, đánh bạc đám bông tuyết bay ra ngoài cửa sổ. Giọng hát đột nhiên cao vút lên, giai điệu đang uyển chuyển bỗng chốc trở nên lanh lảnh chói tai, như thể những mũi kim nhọn châm vào màng nhĩ. Nhịp điệu múa lượng cũng trở nên nhanh hơn, song vẫn giữ được vẻ nhàn nhã thanh tao. Khác là ở chỗ lại có hai luồng gió mạnh sọc vào, khiến đám hoa tuyết mà quỷ nhãn tam vừa quạt ra bị tách thành hai luồng xoáy ở hai bên trái phải. Sau đó né qua làn gió thổi ra từ cây vũ kim cương, từ hai bên bay vòng đến. Quỷ nhãn tam bắt đầu chân tay luống cuốn, hắn xoay cây dù sang trái, thổi cho đám hoa tuyết lui lại một chút rồi lại vội vàng xoay sang bên phải bàn chân hắn đã bắt đầu lui dần về phía sau từng chút một cây vũ kim cương xem chừng khó mà chống đỡ nội trước cách giáp công từ hai phía có lẽ đã tới lúc họ thực sự phải rút vào trong lối đi kia đi bên này đây có lẽ chính là đường sống lỗ thịnh hiếu quả quyết khi đứng trước cánh cửa ông cảm nhận thấy ở đây có luồng khí đối lưu rất mạnh chứng tỏ lối đi sau cánh cửa này có thể dẫn ra ngoài hay là theo bên này đi nút của những khảm diện phía trước đều sắp đặt đúng theo cách nghĩ của chúng ta. Đối phương đã nghiên cứu rất kỹ từng đường đi nước bước của chúng ta, chúng ta nên làm ngược lại. Lộ nhất khí vô cùng kiên quyết, cậu không đợi hai người kịp có ý kiến, đã phăm phăm bước vào trong cửa. Lần này, cậu đã thực sự biến mình thành viên đá dò đường. Lỗ thịnh hiếu lập tức bám theo, ông rạo bước rất nhanh, ông muốn đi trước lộ nhất khí. Bởi lẽ quỷ khảm khác với hoạt khảm, cú đột kích bất ngờ trong quỷ khảm sẽ nhắm vào người ở gần nhất và dễ trúng đòn nhất quỷ nhãn tam cũng bước theo vào hắn vẫn dương vũ kim cương che chắn trước cửa vị trí này cách cửa khá xa gió cũng không còn quá mạnh hoa tuyết muốn thổi tới cần phải bay qua một cánh cửa hẹp trong một không gian hẹp việc phòng thủ cũng trở nên dễ dàng hơn bên trong cánh cửa không có gì khác lạ vẫn là bóng tối đen đặc May mà ánh sáng từ viên đá huỳnh quang ba tư vẫn đủ để soi tỏ đường đi dưới chân. Con đường lúc càng thu hẹp lại, tuy không thật rõ ràng, song lộ nhất khí vừa nhìn đã nhận ra ngay, vị trí gần cánh cửa là nơi rộng nhất. Lộ nhất khí dừng bước, vì lỗ thịnh hiếu lúc này đã bước tranh lên phía trước cậu, và đột ngột đứng khận lại, khiến lộ nhất khí đang bám sát sau ông cũng phải dừng lại theo. Lỗ thịnh hiếu hơi cúi gập lưng xuống, từ mũi và miệng phát ra tiếng phì phò, Hai hàm răng đánh vào nhau cầm cập, giống như đang lên cơn sốt rét. "Bác làm sao thế? Bác có chuyện gì thế?" Lộ Nhất Khí vội hỏi. Lộ Thịnh Hiếu hơi ngoảnh đầu lại, đập vào mắt cậu này là một khuôn mặt xanh mét, hai con mắt cũng chìm dưới một lớp màn xanh xám, khắp mặt chi chít hạt mồ hôi to bằng hạt đậu tương. Lộ Nhất Khí hốt hoảng giật bắn mình, vừa nãy cậu đề nghị quay về, khuôn mặt ông cũng đau khổ như vậy nhưng chưa đáng sợ đến mức này. Phải chăng ông đã trúng phải thứ tà độc gì đó? Cậu vội quay đầu định gọi quỷ nhãn tam, nhưng đúng vào khoảnh khắc ngoái đầu, cậu lại nhìn thấy một cái bóng màu xám lướt qua trước cửa. Vẫn là cái bóng đó. Cậu sững sờ trong giây lát, cái bóng đó dường như luôn bám sát theo họ, không hiểu nó muốn làm gì. Bác, bác tôi. Với cậu, việc quan trọng nhất bây giờ vẫn là gọi quỷ nhãn tam tới xem bác cậu ra sao nhưng trong lúc cậu đang nói dở chừng và quay lại nhìn bác thì lỗ thịnh hiếu đã trở lại trạng thái bình thường ngoài vài giọt mồ hôi còn sót lại trên trán những triệu chứng lúc nãy đều đã biến mất lộ nhất khí ngẩn người nhìn bác rồi cậu lại sững sờ đứng đờ ra nhưng không phải vì lỗ thịnh hiếu hồi phục quá mau mà vì qua bờ vai của ông cậu đã nhìn thấy một đôi mắt một đôi mắt trong đêm tối chính là đôi mắt từng xuất hiện tại hành lang yến quy cả chiếc bóng và cặp mắt đều đã xuất hiện lẽ nào chúng thực sự là u hồn đang quẩn quanh trong quỷ khảm hay là còn thứ gì đáng sợ hơn nữa đang ẩn nấp ở một xó xỉnh nào đôi mắt kia chưa kịp chớp lấy một cái đã biến mất biến mất còn đột ngột hơn cả lúc ở hành lang yến quy thiếu nữ nhảy múa trong sân lúc nãy cũng lại xuất hiện cô ta từ từ lướt vào từ một chỗ nào đó không nhìn thấy bên cánh cửa rồi băng vào bên trong song vẫn chỉ nhìn thấy phía sau lưng những bông tuyết cũng bay theo vào trong cửa song không còn ào ạt mịt mù như khi còn trong gian nhà chính chỉ lơ thơ mấy bông vương bên tay áo và gấu váy vẫn đang xoay tích. khúc kinh kịch lại càng trở nên chói lói khiến người nghe chỉ muốn bịt ngay lỗ tai lại quỷ nhãn tam đang đi giật lùi cây vũ kim cương trong tay hắn đã không còn xoay chuyển nữa tán dù đã trở về trạng thái bình thường sức uy hiếp từ vài bông tuyết ít ỏi kia chỉ cần dùng đến cây dù là đủ Lộ nhất khí cảm thấy băn khoăn, một bóng hình đẹp đẽ nhưng kia, tại sao lại khiến cậu cảm thấy ghê sợ đến vậy? Liệu cô ta có phải là do những bông tuyết ma quái kia biến thành hay không? Nhưng nếu như vũ khí của thiếu nữ chính là những bông tuyết phiêu diêu đó, thì giờ đây, chúng gần như đã tiêu tán hết, cô ta còn đến đây làm gì? Lộ nhất khí còn phát hiện ra rằng, điệu múa của cô ta trông rất đẹp mắt, song lặp đi lặp lại cũng chỉ có vài động tác, vô cùng đơn điệu hơn nữa những động tác này càng lúc càng khó coi càng lúc càng thêm quái dị và cứng nhắc đã thay đổi cuối cùng động tác của cô ta cũng đã thay đổi cô gái trượt về sau một cái lướt đi như một cái bóng chớp mắt đã xuất hiện trước mặt quỷ nhãn tam từ trong ống tay áo dài rộng thò ra hai bàn tay nhỏ nhắn trắng muốt vươn về phía quỷ nhãn tam trong một tư thế rất mực yêu kiều tựa như thiếu nữ đương xuân đang muốn nâng niu khuôn mặt người yêu lộ nhất khí kêu lớn cẩn thận. cậu chưa bao giờ nhìn thấy một cô gái nào có thể vươn hai tay về phía sau lưng với một tư thế đẹp đẽ và tự nhiên đến vậy, chẳng khác gì đang vươn tay về phía trước. quả thật không thể hiểu nổi vì sao cô ta có thể xoay ngược cánh tay nhẹ nhàng đến thế. quỷ nhãn tam ứng phó hết sức thuần thục, hắn dùng vũ kim cương chặn cô gái lại, đẩy mạnh ra ngoài, rồi cựp cây dù lại, vung mạnh cánh tay. Vũ Kim Cương lập tức quét thành một vòng tròn đập thẳng vào gáy của cô ta. Cú ra đòn rất mạnh, phát ra một tiếng vang trầm nặng. Song cô gái hình như không hề hấn gì, chỉ xoay tròn vài vòng tại chỗ, sau đó nhân theo đà xoay bay vụt về phía lộ nhất khí. Cẩn thận có độc, tiếng kêu lần này là của quỷ nhãn tam. Lộ nhất khí không chút trần chừ, thứ đang lướt tới như một cái bóng kia khiến cho cảm giác khiếp sợ và căm ghét trong cậu hòa vào làm một việc duy nhất cậu phải làm trong lúc này là không để cô ta tiến lại gần cậu nghiến chặt răng lòng sắt lại chỉ súng bắn liên tiếp cho tới khi hết sạch số đạn trong ổ từng viên đạn xuyên trúng đầu trúng yết hầu trúng ngực trúng bụng song không trúng hai đầu gối chỉ có vạt váy bị bắn thủng thành hai lỗ khi đạn bắn trúng người cô gái chỉ nghe phát ra tiếng bịch bịch trước trầm xung lực từ những cú bắn chỉ khiến toc độ của cô ta chậm lại một chút đó là hiệu quả duy nhất mà sáu viên đạn mang lại và cô ta vẫn tiếp tục dơ ngang hai tay lao thẳng đến lộ nhất khí không biết phải tránh bằng cách nào lối đi không đủ rộng lùi về phía sau cũng không kịp hơn nữa phía sau lưng còn có bác cầu chắn đường đầu óc cầu trống rỗng đôi tay đã vươn tới gần trước mặt khiến tim cầu thoát lại đôi tay trắng bóng đến phát sáng nhưng sưng phù một cách bất thường giống như đã ngâm lâu trong nước trong khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc một bàn tay rắn chắc đã túm lấy cậu kéo mạnh một cái khiến cậu né được cú tấn công đó chính là lỗ thịnh hiếu ông đã kéo cậu thoát khỏi đôi tay kia và lôi cậu ra sau lưng mình đôi tay vẫn tiếp tục di chuyển tiếp tục áp sát giờ đây mục tiêu của nó chính là lỗ thịnh hiếu lỗ thịnh hiếu không phải là lỗ nhất khí lỗ nhất khí chỉ có thể ứng phó với các loại khảm sống và người sống khi có súng trong tay ông không có súng chỉ có một ống dây mực ông tung một cú đá vào bụng dưới của con quái vật khi nó vừa dừng lại ông lập tức kéo sợi dây mực từ trong ống mực ra hai tay múa tích như hoa quấn sợi dây mực vun vút quanh đôi tay trắng muốt thành một nút thắt phi long vân ngấn sau đó ông kéo thật mạnh hai cánh tay đã bị trói chặt vào nhau sợi dây mực thích sâu vào da thịt song dường như điều này vẫn không hề ảnh hưởng tới sức tấn công của con quái vật Giấy mực là một loại công cụ dùng để đánh dấu đường thẳng của thợ mộc, tương truyền do lỗ ban sáng chế ra. Công cụ này gồm một ống tròn để chứa mực, một sợi dây dài, một đầu cuốn vào bánh xe, đầu còn lại kéo qua ống mực nối với một thanh gỗ. Khi dùng, kéo sợi dây qua hộp mực cho thấm mực, kéo căng dây trên mặt phẳng cần đánh dấu, rồi bật mạnh sợi dây để in thành một đường thẳng trên mặt phẳng. Phi Long Vân Ngấn, tức là trồng bay vệt mây là một loại nút thắt kết bằng dây. Cách thắt là trước hết quấn dây thành hai vòng tròn xuôi ngược ngoắt vào nhau. Lặp lại nhiều lần, đó là vân ngấn, bệt mây, sau đó xuyên đầu dây qua điểm chính giữa rồi rút chặt, đó chính là phi long, rồng bay. Lỗ thịnh hiếu nắm chặt ống mực và đầu sợi dây mực, tiếp tục tung chân phải ra, đạp mạnh vào người nó, không để nó tiếp tục tiến lên. Quỷ nhãn tam cũng không chịu đứng yên, hắn vứt vũ kim cương xuống đất rút ra một sợi dây màu đỏ, chỉ một cú nhảy đã đến sát phía sau con quái vật. Hắn quấn liền mấy vòng dây lên cổ nó, sau đó thắt thành một nút phá quan đề thi, rồi kéo mạnh về phía sau. Phá quan đề thi, tức là phá quan tài lấy xác, một loại nút thắt mà người trộm mộ và chuyển mộ thường dùng để kéo những thi thể thối rửa hoặc hài cốt lên. Giọng hát đã lạc đi, biến thành những tiếng eo éo rối loạn. Quỷ nhãn tam vận lực vào đôi tay kéo thật căng sợi dây đỏ, miệng niệm lầm rầm. Sát lạnh cứng chính phần, lập tức tự nhập quan. Càng nguyên hanh lợi trinh, cột hoa biểu phân thân. Minh thần ám thần, năm đinh năm giáp, thần tiên qua đường xin giúp một tay. Mở. Hắn đang niệm thần chú phân thi đoạn hồn. Loại bùi chú đuổi ma này khi thỉnh cầu thần tiên sẽ không thỉnh cầu toàn bộ, nên khi niệm thần chú, quỷ nhãn tam chỉ mời năm đinh năm giáp, để lại một đinh một giáp cũng chỉ nhờ thần tiên qua đường giúp một tay. Sợi dây đỏ càng lúc càng siết chặt, song con quái vật vẫn không có phản ứng gì. Quỷ nhãn tam lại lầm rầm, minh thần ám thần, năm đinh năm giáp, thần tiên qua đường xin giúp một tay. mở. hắn vận lực vào tay kéo mạnh, bỗng phật một tiếng, sợi dây đỏ đã đứt tung. a quỷ nhãn tam đứng chết chân. giọng hát đã biến thành một thứ âm thanh quái dị lặp đi lặp lại giống như một cái miệng rộng ngoác đến mang tai đang không ngừng nhấp nhép. Con quái vật lại lao về phía trước, bàn chân trái đang tỳ trên mặt đất của Lỗ Thịnh Hiếu bắt đầu trượt về phía sau. Lộ Nhất Khí thấy vậy, vội bước lên một bước, đưa bả vai chống vào lưng ông. Con quái vật đã dừng lại. Lỗ Thịnh Hiếu lập tức thay đổi vị trí của hai bàn tay đang kéo chặt nút thắt phi long vân ngấn, bàn tay cầm hộp mực ở trên, bàn tay cầm đầu dây ở dưới một dòng mực liền chảy theo sợi dây xuống phía dưới, thấm vào lằn thắt của sợi dây trên cánh tay. Lỗ Thịnh Hiếu gọi lớn. Cầu Tam, còn cách nào nữa không? Quỷ nhãn Tam lại rút ra một sợi dây đỏ, rồi cắn vào ngón giữa của bàn tay phải cho chảy máu. Sau đó vuốt máu tươi lên khắp sợi dây, tiếp tục quấn quanh cổ của con quái vật, lại kết thành nút thòng lọng cản thi qua đáp. Cản thi qua đáp, tức là thòng lọng nối liền để dẫn sát là một loại thòng lọng dùng để nối liền các thi thể với nhau, được người dẫn xác vùng tương Tây sử dụng khi phải dẫn nhiều thi thể cùng một lúc. Dẫn xác hay cản thi là một loại vu thuật thịnh hành ở vùng tương Tây. Đạo sĩ dùng vu thuật khiến cho xác chết có thể tự nhảy mà đi được. Một hồng đức cương thi trắng đen, không hồn không phách về nê hoàng. Dây trời sáng đỏ, theo ta nhập quan. Quỷ nhãn tam niệm xong, tay phải giữ chắc đầu dây, tay trái lắc mạnh đốt cháy một đạo bùa chú đuổi hồn, rồi quát lên một tiếng lanh lảnh đi. Tưng, Phật. Quái vật đã đi thật, nhưng là đi thẳng về phía lỗ thịnh hiếu, còn giật đức tung nút thắt phi long vân ngấn trên tay ông. Cậu Tam, hình như đây không phải quỷ khảm, mà hơi giống khảm sống. Cậu thử tìm cách phá cơ quan xem sao. Lời còn chưa dứt, con quái vật đột nhiên xoay vòng tại chỗ, thoát ra khỏi sợi dây đỏ trên tay quỷ nhãn Tam rồi lách qua lỗ thịnh hiếu. Lỗ thịnh hiếu và lỗ nhất khí lập tức ngã nhào, chồng chéo lên nhau. Quỷ nhãn tam còn chưa hiểu ra ý tứ của lỗ thịnh hiếu thì cả hai bác cháu đã ngã dúi dùi trước mặt hắn. Con quái vật xông thẳng tới, cả ba người đã không còn đường tránh. Giọng hát lại cất lên, uyển chuyển du dương. Đôi tay của con quái vật đã chỉ thẳng tới, quỷ nhãn tam biết rõ không được để bàn tay đó chạm vào. song sự việc đã tới nước này, chỉ còn một cách là hy sinh bản thân ôm chặt lấy con quái vật, để hai người kia chạy thoát. Hắn đã nhún gối không lưng chuẩn bị nhảy tới, song đã quá muộn. Quái vật đột nhiên gặp lưng cúi xuống, hai tay xỉa thật nhanh về phía lộ nhất khí đang ngã lăn trên đất. Lộ nhất khí vẫn có thể lăn sang bên cạnh để tránh, song nếu như vậy, bác cậu sẽ phơi ra trước mặt con quái vật. Cậu đành phải giơ hai chân lên, hai bàn chân kẹp lại, giữ lấy hai tay nó. Đây chỉ là phương cách nhất thời khi không còn phương cách nào đối phó, cũng là xuất phát từ bản năng sinh tồn. Kẹp chặt được rồi, nó đã dừng lại, tiếng hát cũng đã im bặt. Không biết là thần linh phương nào đã ra tay giúp đỡ mà lộ nhất khí đã thành công. Cơ thể của con quái vật kia bỗng chốc giống như một chiếc quẩy để qua đêm, mềm hoặc rũ xuống, đứng im bất động. Lỗ thịnh hiếu lách người bò dậy từ bên dưới lỗ nhất khí, ông nhặt cây vũ kim cương mà quỷ nhãn tam vứt ở dưới đất lên, dùng đầu nhọn của cây dù bén bạc váy của con quái vật lên xem, rồi nói. Hạ chân xuống đi, lò xo của nó nhả hết rồi không cử động được nữa. Lộ nhất khí vừa hạ hai chân xuống, con quái vật lại đột ngột nhào lên phía trước. Cậu giật mình kinh hãi tay chân cuốn cuồng bò lùi lại sau. Nhưng con quái vật chỉ nhúc nhích một quãng liền dừng lại ngay thì ra là nó vừa quay nốt vòng lò so cuối cùng quỷ nhãn tam đỡ lộ nhất khí dậy đi tới phía trước con quái vật đón lấy vũ kim cương từ tay lỗ thịnh hiếu vạch vạch mái tóc dài của con quái vật ra xem rồi lại khều chọc một hồi ống tay áo và cánh tay của nó sau đó nói với vẻ hoài nghi rõ ràng là một cương thi tại sao bùa chú lại không thể khống chế được nó lỗ thịnh hiếu chỉ xuống vạt váy mà nói Phương pháp của tôi chẳng phải cũng vô dụng hay sao? Đây không phải là một cương thi thật sự, cậu nhìn dưới váy của nó mà xem. Lộ nhất khí nghe vậy, cũng hiếu kỳ bước lại xem. Cậu nhìn thấy bên dưới con quái vật là một thanh trụ có lắp ba chiếc bánh có thể xoay mọi hướng. Thì ra nó có thể lướt đi lại nhờ vào những chiếc bánh xe. Ồ, đúng rồi, trong lộng quỷ hiên bút lục của Liêu Tu Đời Tống có nhắc đến nó, đây là thi ngẫu nhưng chưa có ai tận mắt nhìn thấy bao giờ. Thi ngẫu mượn nửa thân trên của cương thi tẩm độc trăm năm, lại lắp thêm trục bánh cơ quan để chuyển động. Kỳ thực, thi này là cương thi chết đã được ngâm tẩm trong độc tố cực mạnh hơn trăm năm nên không thể biến xác. Bởi vậy không biết nửa thân trên của nó làm thế nào mà cử động được, lại còn giọng hát nữa. Nó còn không có cả mồm miệng, làm sao lại hát được nhỉ? Quỷ nhãn tam vốn rành rẽ về cương thi quỷ quái là thế, nhưng lại mù tịch về nguyên lý hoạt động của cổ máy này. Xem này, ở đây có mấy chục sợi dây thép nối với cương thi, có lẽ chúng được dùng để điều khiển thân trên chuyển động. Nguyên lý này cũng giống như trâu gỗ, ngựa máy, nhưng không ngờ đến cả động tác của ngón tay cũng có thể điều khiển nhịp nhàng đến vậy. Thật quá tinh vi, khả năng này chúng ta không thể bị kịp. Thật may là vào đúng thời khắc gây cấn lò so lại nhả hết còn về giọng hát ta cũng không thể hiểu nổi từ hơn 20 năm về trước lỗ thịnh hiếu đã biết mình đấu không lại đối phương nên giờ đây ông lại càng coi đó như chuyện đương nhiên lỗ nhất khí nghĩ lại mà lạnh gáy nếu không phải do may mắn kết cục quả thực không dám tưởng tượng trâu gỗ ngựa mấy thì cậu biết lần đầu tiên cậu nghe nói về nó là từ câu chuyện của người kể chuyện dạo sau đó cậu còn đọc được trong rất nhiều sách vở trong trường tây học cậu cũng đã được xem một màn xiết tây khá giống với trâu gỗ ngựa máy cậu bèn nói một cách rất tự tin con biết nó hát kinh kịch bằng cách nào nói được không quỷ nhãn tam quả là một gã hiếu kỳ vậy anh hãy nói về độc tố của thi ngậu trước đi cả những bông tuyết quái lạ kia nữa tuyết đó gọi là ngân thi nhứ trong tầng lễ tán có viết khi vương hầu và các nhà buôn lớn quy tiên để phòng ngừa thi thể thối rửa, đã dùng quan tài bịch kính, ngâm thi thể ngập trong thủy ngân cho đến khi cơ thể hút no độc tố của thủy ngân. Nếu vớt thi thể này ra, đem phơi nắng 10 ngày trong khoảng từ tiết tiểu thử đến đại thử, thi thể sẽ từ từ quắt lại, trên bề mặt da sẽ tích tụ sơ bông màu trắng, đây chính là ngân thi nhứ. Thứ này chạm vào cơ thể lập tức tan ra, thấm vào trong máu, nội trong 3 ngày, máu đông cứng lại mà chết, không thuốc nào giải nổi. Thi ngẫu này là cương thi trăm năm, bản thân đã mang độc tố cực mạnh. Cậu nhìn tay nó, tại sao lại sưng phù như thế? Là vì nó đã được ngâm tẩm trong chất cực độc mà hút no độc tố. Tại sao lại trắng muốt bóng bẫy như thế? Là vì trên thế gian này có 11 độc tố cực mạnh, sau khi hòa trộn với nhau sẽ biến thành không màu không mùi, nếu trúng phải, chết ngay lập tức. Thế còn độc tố trên mặt tôi, lộ nhất khí lại bổ sung thêm một câu hỏi là thi độc không đáng sợ lắm có lẽ do người ta trực tiếp dùng tay hạ độc chắc chắn không phải là độc tố trong thi ngẫu cậu nói về giọng hát đi quỷ nhãn tam sốt ruột hỏi giọng hát đó là